Đấy, chào mọi người nhé. Thì chào mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Thì mình vừa show cho các bạn xem cái mạch nháy theo nhà của bên mình. Ở đây thì cái fan này mình đang ghép 5 fan một. Đây các bạn nhìn này, có 5 cái fan này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fan. Mình nối chung data thôi. Thì ở đây mình mà bán thì mình sẽ bán một cái mạch điều khiển này, một cái fan này, một fan nhé, không phải là cả fan to này đâu, một fan nhỏ này. Đấy, cả fan to này hơi hơi bị đắt tiền đấy, thì bác nào mà thích thì có thể mua cả fan to cũng được thì báo mình. Đấy, thì mình đang câu các cái dây tín hiệu chung này, các dây âm này, câu từ mạch điều khiển ra này. Thì mạch này mình sẽ đóng vào cái hộp nhựa đấy, đây mình đóng hộp kiểu kiểu này. Đấy, mạch có chức năng điều khiển được độ sáng tối này. Đấy. Hiệu ứng. Đây, sáng tối đây. Đấy. Hiệu ứng của nó nữa nhá. Đây là test độ sáng này. Mạch này rất là ok. Mạch này do Smart Home phát triển. Đấy. Thì cái này nó có các fan thì mình có thể bẻ ra. Cái này mình mà bán thì mình sẽ bẻ 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 ra 5 cái. Đây là 5 fan. Thì cứ một fan là 50 led. Tương với 5 fan thì 2 5525. Đấy, 250 led. Mạch này mà để cả fan này cũng khá là ok đấy. Đây, test được độ sáng này. Đấy. Khi mà mình để cả cái fan này mình nhấn lên ấy, thì dòng rất là cao, nó rơi khoảng tầm 5A, khá là cao. Đấy. Đây là chỉnh hiệu ứng này. Đấy. Các hiệu ứng luôn. Rồi mình nhấn giữ này thì là vào chế độ auto. Thì cứ khoảng tầm 15 giây thì nó sẽ thay đổi hiệu ứng một lần. Đấy. Còn nếu như mà nhấn cái hiệu ứng này thì nó sẽ mặc định đứng ở đây luôn, tức là mình nhấn bằng tay đấy, nhấn như này thì nó mãi mãi là hiệu ứng này, còn nhấn giữ thì nó sẽ auto lần lượt các hiệu ứng, cứ khoảng 15 giây thì thay đổi một lần. Mạch này thì không có mic, mạch này thì không có cái dây 3.5 mà có cảm biến âm thanh mic đâu. Ok, mình show cho bạn xem đấy. Đấy. Khá là hot. Thì mấy phía hôm nữa thì mình sẽ show cái phiên bản là 100 led. Đây đang là 50 led. Loại led full.